Nó là cộng thêm cho hai mỗi cái À, thêm chúng đó ta được thấy giữa cái số này với số khác thì nó là cộng thêm cho 2. thì ở đây chúng Ta ta nhớ sẽ là cộng cộng thêm cho 2. Vậy thì mỗi một cái vị trí số này này nó gọi là term. Term ở đây chúng ta coi nó là mỗi một cái kỳ hạn. Mỗi một cái kỳ hạn. Thì cái vị trí này người ta cũng gọi là dãy số. Vậy thì mỗi một cái con số nằm trong dãy số này á, người ta còn gọi nó là term. Vậy thì giữa hai cái term liên tiếp nhau thì nó có cái quan hệ gì? Ở đây bạn vừa mới nói là cộng thêm cho 2. Vậy thì giữa hai cái term liên tiếp nó đều cộng thêm cho 2. Vậy thì nếu mà nó cách nhau hai cái kỳ hạn thì chúng ta thấy nó có một cái quan hệ là cái số cộng thêm cho 2 này nó sẽ phải gấp lên 2 lần, đúng không? Vậy thì nó cách 3 thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm ra được là cái vị trí số này so với vị trí ở số này là số 8 thì nó cách nhau bao nhiêu? 1, 2, 3. Vậy thì cái giá trị tăng lên là nó từ mỗi một cái term là nó tăng 2, vậy là tới 3 term nó sẽ tăng gấp 3 lần. Vậy thì chúng ta lấy cái con số là số 2, chúng ta cộng thêm 2 nhân 3 thì nó sẽ sinh ra cái con số này. Vậy thì chúng ta đang đi tìm cái quy luật của nó. Vậy thì cái quy luật là giữa hai cái term liên tiếp là cộng 2, vậy thì nó cách nhau bao nhiêu term thì chúng ta nhân cho con số đó. Thì cái này trong toán học chúng ta còn gọi nó là cấp số cộng, là bởi vì giữa hai cái term liên tiếp là nó chỉ là cộng thêm con số thì thầy gọi nó là cấp số cộng. Vậy thì bạn Vi Luân cho thầy biết rằng là cái next term của nó sẽ là số mấy? tám ạ. À, số 8. Đó, rất dễ dàng. Bởi vì kế tiếp nó chỉ là thêm 2 thôi. Rồi thầy mời bạn kế tiếp, mời bạn Thanh Hà. Dạ. Chúng ta đoán ra được số kế tiếp nó là mấy không? Dạ là -26. À, chúng ta thấy là trừ 8 lên trừ 14, tức nghĩa là chúng ta cộng thêm bao nhiêu? Dạ 6. Có phải cộng thêm 6 không? Cộng thêm bao nhiêu? À, cộng thêm -6. Chính xác. Chúng ta cộng thêm một con số âm là trừ 6 thì nó thành trừ 14. Tiếp tục, chúng ta cộng thêm trừ 6 là trừ 20. Và số kế tiếp nó bắt buộc phải cộng thêm trừ 6 nữa là trừ 26. Mời bạn bạn An. Bạn An. Số kế tiếp là nhiêu An? Số kế tiếp sẽ là trừ 10 À, trừ 10, chúng ta cộng thêm mấy? cộng thêm trừ 4. Chính xác, cộng thêm trừ 4. Thì mời bạn Minh Anh. Số kế tiếp là mấy? Trừ 16. Trừ 16. Rồi, trừ 16. Vậy là chúng ta thêm cộng thêm trừ 2 vào. Đó. Thì cái này là cái phiên bản để chúng ta nhận diện ra được cái quan hệ giữa hai số kế tiếp thì chúng ta sẽ suy ra được các số số khác. Rồi bây giờ chúng ta mở rộng ra để chúng ta có được một cái quan hệ một cách tổng quát hơn. Thầy mời bạn Khánh Đoan. Khánh Đoan. Dạ. Ở đây người ta ghi B1 nghĩa là sao? Biết không? Dạ B1 là số đầu tiên. Đúng rồi, là số đầu tiên. Người ta xem cái số đầu tiên là B1. Vậy thì cái số đầu tiên nó là 16. Vậy thì người ta cho chúng ta biết rằng là cái số BN-1 so với cái số BN là hai số hay sao? Dạ. Cách nhau một À, nhân vật. hai cái term nó liền kề nhau. Chúng ta nhớ là cái quan hệ của chúng ta trong cái dãy số, ví dụ như thầy nói cái vị trí này là thứ n trừ 1 thì nó có cái giá trị của nó là tương ứng của nó là bn trừ 1. Vậy thì chúng ta thấy là n trừ 1 này nó gọi là cái chỉ số. Đấy, thầy ghi chỗ này là cái chỉ số này là vị trí đứng thứ n trừ 1. Nếu chúng ta xem cái số đầu tiên này là 1, vậy thì
kế đến nó là 2 và kế đến chấm chấm. Thì vị trí hay còn gọi là chỉ số của nó n-1. Vậy thì người ta muốn tìm cái giá trị của cái chỉ số này là bao nhiêu thì người ta ghi là bn-1. Vậy thì kế nó thì cái chỉ số nó là cộng thêm 1 nữa, cộng thêm 1. Thì chúng ta gọi n-1 cộng thêm 1 thì nó chính chỉ số nó là n nào. Và chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị ở cái chỉ số này là bn. Và người ta cho chúng ta biết cái quan hệ chỗ này là như thế nào. Giữa hai cái số này liền kề thì nó thế nào đấy? Cộng thêm 1. À, nó cộng thêm 1, đúng không? Tức nghĩa là lấy số đằng trước chúng ta cộng cho thêm 1. Vậy thì chúng ta nhận diện ra được cái số cộng 1 này chính là gì? Nó gọi là cấp số gì? Cấp số cộng. À, cấp số cộng. Và cái này người ta còn gọi là công sai nha các bạn. Tiếng Việt gọi là công sai. Tức nghĩa là nó hơn kém nhau một đơn vị hay trừ một đơn vị hay là bao nhiêu đó. Chúng ta cộng thêm con số thì nó gọi là công sai. Và cái con số chỗ này chúng ta thấy cộng thêm 1. Vậy thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tìm cái gì ở đây, Khánh Đoan? Dạ, tìm cái second term là cái số thứ hai. À, vậy thì số thứ hai nó bằng số thứ nhất cộng thêm mấy? Dạ, cộng thêm 1. Cộng thêm 1 nữa. Số thứ nhất là nhiêu? Dạ, 16. Vậy cộng thêm 1 đó là nhiêu? Dạ, 17. Dạ không? Dạ không, Đoan? Dạ. Xong về làm bài. À, mình phải làm bài chứ. Cố gắng lên. Bây giờ thầy, cái lớp này á, là thầy đã cố gắng là thầy ôn tập thêm cho các bạn kỹ hơn để cho các bạn vững. Vậy thì chúng ta phải làm bài. Còn những bạn nào thầy chuyển sang lớp thứ tư rồi thì những bạn đó đã nằm trong danh sách là đã ok, tức nghĩa là tương đối là tốt, thầy đã chuyển sang. Thì bạn nào bận cái giờ ngày thứ tư, chúng ta cần phải sắp xếp lại cái lịch để chúng ta chuyển qua. Còn tạm thời lúc này chúng ta chưa chuyển qua được thì chúng ta xem lại video giúp thầy nha. Thầy nhắc nhở những bạn đã nằm trong lớp thứ tư đó. Rồi thầy mời bạn kế tiếp, mời Thiên Bảo. Dạ. Yeah. Hai số này là hai số sao? Dạ, liền kề. Có phải liền kề không? Đọc kính đi. Có phải liền kề không? Dạ không. À, nó đâu phải là CN với CN-1 đâu. Khi nào nó ghi là CN-1 thì chúng ta mới thấy hai này số liền kề. Còn cái này người ta ghi nghĩa là sao? À, ghi nghĩa này nghĩa là sao? Lúc nãy chúng ta ghi là vị trí thứ nhất, thứ hai chấm chấm cho đến vị trí thứ N-1. Rồi vị trí thứ gì? Vị trí gì? Thứ N nào? Đúng không Bảo? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là vị trí thứ N thì cái giá trị của nó bằng mấy nhỉ? Đó là chỉ số N này. Chỉ số này là CN. Vậy thì cái giá trị chỗ N này nó là C gì? CN đúng không Bảo? Dạ. Yeah. Còn chỉ số N-1 nó là gì? C gì? CN trừ mấy? Nói. Vừa mới nói xong mà. Nó là CN trừ 1. Chỗ số 2 này chỉ số của nó là 2 thì nó là C mấy? Bảo. Thiên yeah, Bảo. C2. Còn số 1 này là C mấy? Yeah, C1. À, C1. Rồi bây giờ chúng ta xem coi, chúng ta quy nạp coi là đứng trước của nó là N trừ mấy? Đứng trước N trừ 1 là N trừ mấy? Dạ, yeah, N cộng 1. Vậy chỉ số nó bé hơn 1 mà, vậy nó N trừ mấy? Chỉ số chỗ này là N trừ 1, vậy bé nó là N trừ mấy? Dạ, yeah, N trừ 2. N trừ 2. Rồi, bây giờ chúng ta thử xem coi là cái CN này so với N trừ 1 thì như thế nào? Cộng thêm mấy? Dạ, yeah, cộng thêm 1. Sao biết cộng thêm 1? Làm sao đã biết? Nó cộng thêm một cái công sai, chúng ta gọi nó là cộng cho D đi.
Vậy thì từ đây chúng ta thấy được cái CN so với CN trừ 1 thì thế nào? À, thế nào đây? Dạ, cộng cho D. À, cộng cho D. Mà chúng ta biết là CN trừ 1 này nó lại là bằng với CN trừ 2 cộng cho gì? Cộng cho mấy Bảo? Dạ, cộng cho 1. Thì cộng cho 1 nữa. Nó nói là cái cung sai chỗ này nó là cộng cho D mà. Vậy thì nó sẽ phải bằng CN trừ 2 trước đó nữa. Chúng ta thay này vào. Là chúng ta cộng thêm D nữa. Vậy là D cộng D là mấy mấy D? Mấy? Dạ, 2D. Vậy thì chúng ta rút ra được, nếu chúng ta quy nạp tiếp thì chúng ta sẽ biết được là CN này, chúng ta thay tiếp cái CN trừ 2 này bằng CN trừ 3 trước đó. Vậy thì chúng ta cứ quy nạp dần thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cộng cho cái C đầu tiên là C1 cộng cho D nhân mấy bạn? Biết không? Đoán thử coi. À, nhân N. Nhân N, có phải nhân N không? Giờ chúng ta thử nhớ lại coi là cái chỉ số này. Chúng ta thấy có một cái quy luật chỗ này nhân 1 này. Thì nhân 1 với N trừ 1 khi chúng ta cộng lại thì nó bằng gì? N trừ 1 cộng 1 nó ra mấy? N. N nó bằng đúng chỉ số đằng trước này. Vậy thì chúng ta thử đoán cái N trừ 2 chỗ này mà cộng cho 2 thì nó ra cái gì? Cộng ra N. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng dựa vào cái quy luật đó thì chúng ta thấy là chỗ này nếu nó là 1 vậy thì nó sẽ phải cộng cho cái chỉ số chỗ này là bao nhiêu để nó bằng đúng N này? N trừ 1. À, chúng ta thấy 1 cộng N trừ 1 này nó sẽ ra đúng cái N. Vậy thì chúng ta đã rút ra được một cái quy luật là CN thì nó bằng cái chỉ số đứng đầu tiên cộng cho N trừ 1 nhân cho D chỗ này. Được chưa các bạn? Ủa nó mất đâu rồi? Các bạn đợi thầy tí. Nó đang ra. Cái màn hình nó bị mất cái gì chỗ này này. Ở đây. Nó bị mất chỗ này. Thì bây giờ bạn Thiên Bảo có thấy được là cái đề bài người ta cho chúng ta cái gì đây? CN bằng gì? Bằng gì đây? Dạ. Đọc lên. Dạ, trừ 7 cộng cho 6 N trừ 1. N trừ 1. Vậy thì chúng ta thấy là nó tương ứng chỗ này N trừ 1 không? Thấy không? Dạ. Vậy thì chúng ta đoán coi cái công sai D nó bằng mấy? D nó chính là bằng mấy đây? Bằng 6. À, chúng ta thấy D là chính là bằng 6 này này. Đó. Và cái C1 này bằng gì? Dạ, bằng trừ 7. Rồi. Rồi, bạn nào nắm được cái chỗ này giơ tay thề xem. Chúng ta phải thấy cái quan hệ giữa CN bằng cái CN trừ 1 cộng cho D. Vậy thì chúng ta quy nạp tiếp, chúng ta thay CN trừ 1 này bằng N trừ 2 là chúng ta cộng thêm D nữa. Và chúng ta cứ quy nạp dần là chúng ta cộng thêm vào. Đấy à? Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta đã xác định được D và C1 rồi, thì chúng ta có tìm ra được cái số đứng thứ 4 đang bảo. C4 nó bằng gì? Bằng gì? C1 cộng cho mấy? Dạ, cộng cho 6, 4 trừ 1. 6 nhân cho 4 trừ 1. Chúng ta thấy vào đây, 4 trừ 1. Chỗ C1 này nó chính là trừ 7 đó. Vậy thì chúng ta ra bằng mấy đây? Trừ 7 cộng mấy? Cộng 18. Ừ, cộng 18. Thì chúng ta ra là bằng bao nhiêu? 11. 11. Vậy là cái tìm cái term, tức là cái số đứng thứ tư trong cái dãy này, thì chúng ta sẽ có được cái quy luật của nó là bằng 11. Nếu mà thầy biểu diễn nó trên trục số đó thì chúng ta sẽ thấy như sao? Thầy quan tâm cái số
trừ 7 năm đây. Rồi kế đến nó là số nào Bảo? Bảo. Dạ trừ 6. Dạ trừ 6. Chúng ta cộng thêm 6 mà. Vậy thì kế nó là mấy? Dạ trừ 1. Trừ 1. Kế đến nó là mấy? Dạ 5. 5. Rồi kế đến nó là mấy? Dạ 11. Rồi chúng ta tính tiếp. Vậy thì chúng ta thấy là cái khoảng giá trị giữa hai cái term này nhá, giữa hai cái kỳ hạn, giữa hai cái term này luôn luôn là cộng cho D. Mà D đây là cộng 6. Chúng ta cộng thêm 6. Chúng ta cộng thêm 6 à. Vậy thì chúng ta thấy được là nó cách nhau bao nhiêu khoảng. Số thứ đứng thứ tư, vị trí đứng thứ tư là nó ta tạo ra được là 3 khoảng. Thì chúng ta mới thấy là trừ 7 cộng cho 6 nhân cho 3 khoảng, tức nghĩa là 4 trừ 1, chúng ta ra được là 3 khoảng. Thì chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị là cái C4 đấy các bạn. Đấy, cái chỗ này nó gọi là C1, C2, C3 và C4. Người ta quy ước về mặt ký hiệu thôi. Thì chúng ta xác định ra được cái giá trị của nó. Và cái chữ này chúng ta thấy nó là gọi là cấp số cộng. Cái này nó còn gọi là dãy số số học, đúng không? Vậy thì người ta định hình cho chúng ta một cái công thức tổng quát là bằng gì? Thầy mới nhắc lại là cái số đứng thứ n thì nó sẽ bằng số đầu tiên cộng cho n trừ 1 lần cái khoảng tăng lên. Cái khoảng tăng lên là 6 là d này. Vậy thì nó sẽ cộng n trừ 1 lần cái khoảng đó thì chúng ta ra được cái số này. Đó, chúng ta lưu ý cái công thức tổng quát nó có cái tính quy luật như vậy. Chúng ta hiểu được quy luật này chắc chắn là cái dạng bài giấy số này chúng ta sẽ làm được một cách dễ dàng. Vậy thì dựa trên cái kiến thức vừa rồi, chúng ta xử lý bài kế tiếp. Thầy mời bạn Kim Phúc. Yeah. Rồi nhìn vào dãy số này thì chúng ta xem hai cái số liên tiếp nhau thì nó cách nhau bao nhiêu đơn vị? Mấy? Dạ yeah. 9. À 9, vậy là chúng ta điền chỗ này là số mấy? Dạ số 9. Số 9. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy cái A1 nó bằng mấy? Dạ trừ 17. À trừ 17. Chúng ta định hình được cái dãy số là chúng ta sẽ điền được. Thầy mời bạn Bạch Dương. Dạ thầy. A1 đó là mấy? 20. 20. Rồi, cái công sai nó bằng mấy? Để bằng 6. Bằng 6. Thầy mời bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc đâu? Cho thầy biết D1 là mấy? Số đầu tiên là mấy? 14. Rồi. Công sai nó là mấy? Cộng thêm mấy? Giữa hai số liên tiếp này cộng thêm mấy đây? Cộng thêm mấy đây? 16. À cộng thêm 16. Thầy mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Dạ. Yeah. Rồi điền vào đây D1 là mấy? Dạ yeah, 8. Rồi công sai của nó là mấy? Trừ 13. Cái gì? Bao nhiêu? Trừ 13. Trừ 13. Có phải không? Đúng rồi. Chúng ta xem coi là từ 8 mà chúng ta biến thành trừ 5 là chúng ta cộng thêm bao nhiêu? Cộng thêm 8, cộng thêm trừ 8 thì nó bằng 0 đúng không? Dạ. Yeah. Được chưa? Vậy là từ 8 mà chúng ta biến thành trừ 5. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên, chúng ta muốn biến nó về 0. Vậy là chúng ta cộng thêm trừ 8. Rồi sau đó từ 0 mà lên trừ 5 thì chúng ta cộng thêm trừ 5 nữa. Rồi. Vậy thì chúng ta cộng hai cái này lại thì chính là trừ 13. Chúng ta điền vào đây.
Thầy mời bạn mời bạn Thanh Nghi. Thanh Nghi đâu? Dạ, con. Bây giờ chúng ta tìm một cái công thức tổng quát CN với cái term đầu tiên nó bằng bao nhiêu? C1 là mấy? Dạ, âm 45. Rồi, chúng ta thấy là âm 45. Vậy thì chúng ta nhớ cái CN nó sẽ bằng số đầu tiên là mấy? Dạ, âm 45. Âm 45. Chúng ta cộng cho N trừ 1 lần của cái công sai. Công sai đây là mấy? Dạ, mình cộng 15. À, cộng 15. Vậy thì chúng ta có thể điền vào đây. Và chúng ta cũng có thể nhân vào để chúng ta đơn giản nó đi, tùy thôi. Khi mà chúng ta nhân vào thì chúng ta thấy đây là 15N. Còn chỗ này chúng ta nhân vào là trừ 15. Trừ 15 với trừ 45 thì nó là mấy? Dạ, trừ 60. À, trừ 60. Vậy thì nếu đề bài mà người ta cho chúng ta một cái con số mà chỗ này không xuất hiện N trừ 1 thì chúng ta phải thêm bớt để nó quay về đúng N trừ 1 này. Thì chúng ta mới lòi ra được cái gì? Chúng ta lòi ra được cái D và lòi ra được cái số đầu tiên nha các bạn. Cái đây là cái C1 này. Nó lòi ra cái C1. Còn cái này nó là cái D. Vậy thì ở đây chúng ta viết công thức nào? Công thức nào? Dạ. Viết cái nào? Cái trên hay cái dưới? Cái trên à? Cái trên. Trừ 45. Cộng cho gì? Dạ 15. 15 lần. N. 11. Được chưa? Nhiều khi người ta cho chúng ta cái ở dưới thì chúng ta đưa về cái dạng chuẩn công thức của nó là nó có xuất hiện N trừ 1 liên quan tới cái hệ số N này. Bây giờ bạn Kim Phụng cho biết rằng nếu mà muốn viết nó dưới dạng là C N trừ 2 thì viết sao Phụng? Là bằng gì? CN trừ 2. Thay vì ghi CN thì CN trừ 2 thì chỗ này là bao nhiêu? Số đầu tiên là mấy? Trừ 45. Trừ 45. Rồi. Cộng cho bao nhiêu? Bao nhiêu lần? Dạ 15. N trừ. Cộng N trừ mấy lần? Trừ 2. Sao trừ 2? N trừ 1 nó bé hơn chỗ này. N là một đơn vị, tức là trừ bớt đi. Vậy thì chỗ này N trừ 2 thì chỗ này phải là N trừ mấy? N trừ 3. Trừ 3 nhân cho 15. Được chưa? Thì chúng ta thấy là chúng ta muốn viết C mấy cũng được. CN trừ 2, CN. Chúng ta chỉ biết là chúng ta lấy số đầu tiên, chúng ta cộng cho bớt đi một giá trị chỗ này, thì chúng ta nhân cho cái D là chúng ta sẽ ra được. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp, mời bạn Minh Đăng. Minh Đăng đâu? Dạ. Chúng ta thấy là hai bạn này đang hình thành một cái dãy số cho cái này. Thì số đầu tiên nó quy định là H mấy? H1, nằm đây. Vậy thì chúng ta trả lời coi bạn nào là đúng nha. HN đúng, và chúng ta làm là HN là bằng gì? H1 là bao nhiêu? H1 là bằng 79 ạ. 79 cộng cho N trừ 1 cho... nhân mấy? Nhân cho 8 ạ. Có phải nhân 8 không? Chúng ta bớt mấy? Chúng ta bớt đi mấy? Bớt đi 8 ạ. Trừ 8. Vậy thì cái D của chúng ta chỗ này phải là trừ 8. Vậy thì chúng ta thấy là bạn nào đúng nhỉ? Bạn nào đúng? Cả hai ạ. Cả hai. Tại sao cả hai cũng đúng? Tại vì nếu mình tách cái N trừ 1 ra xong mình viết lại thì hai cái này nó giống nhau. À, nếu mà chúng ta nhân vào thì chúng ta ra chỗ này là trừ 8N. Trừ 1 nhân trừ 8 là bằng 8. Bằng 8 cộng cho 79 thì nó là 87. Tức nghĩa là 87 trừ 8N cũng là nó. Nhưng mà chỗ này người ta đang yêu cầu chúng ta tìm cái công thức này.
đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái công thức này thì nó có chấp nhận cái ở dưới hay không? Theo bạn bạn Đăng thì thấy nó có chấp nhận không? Bạn nào thấy chấp nhận cả hai công thức giơ tay thầy xem. Để thầy xóa đi đã. Rồi. Bạn nào thấy chấp nhận hai công thức, tức nghĩa là cả hai bạn đều đúng, chúng ta giơ tay. Nhớ rằng nó hỏi cái công thức này. Chỉ có một mình bạn Minh Đăng là chấp nhận cả hai, Thủy Tiên. Rồi, những bạn khác thì sao? Có bao bạn thôi. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta nhân vào, thì nó vẫn là giấy số thôi, đúng không? Chúng ta thấy xuất hiện N. Nhưng mà để mà chúng ta chuẩn, để chúng ta xác định được đâu là D đấy, và chúng ta xác định được cái A1, thì chúng ta phải đưa về đúng N-1, thì chúng ta mới thấy cái phần còn lại chính là cái số đầu tiên. Đấy các bạn. Bài này thầy sửa một câu thôi, bởi vì thầy đang ôn cho các bạn chút. Thầy mời bạn Thủy Tiên. Dạ. Rồi, cho thầy ý kiến bài này. H1 là bằng bao nhiêu? Dạ, H1 là bằng -31. -31. Còn cái công sai của nó là mấy? Dạ, -7. -7. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta điền rất là nhanh. Mời bạn Thanh Hà. Thanh Hà. Dạ. HN là công thức của nó là bằng gì? Là bằng H1 là -75. Đúng, -75. Rồi. Công sai nó là mấy? Công sai là -10. -10. Nhân cho gì? N-1. Nhân N-1. Đó, các bạn chỉ cần nắm cái lao văn càng nhìn vào biết liền. Cái -10 này ấy, nó chính là cộng cho D. Đúng không? Cộng cho D. Vậy thì D nó chính là -10. Chúng ta thay vào đây. Không có thì giờ để thầy sửa hết rồi nhé. Nên mỗi cái thầy ôn thì các bạn vận dụng nắm cho vững để chúng ta về chúng ta làm bài test. Sau khi một lượt hết bài test thì thầy sẽ xử lý cho các bạn. Là củng cố những cái nào mà mỗi bạn còn hỏng đấy. Nên ít nhất là các bạn phải hoàn thành bài test cho thầy. Chứ còn thầy nhìn vào thầy thì không thấy các bạn hoàn thành bài test. Thì làm sao thầy củng cố đây? Rồi làm sao chúng ta vững để chúng ta học tiếp cái algebra 2? Mời bạn An. Giấy số. Cái này không phải là giấy số số học nữa. Mà là giấy số hình học. Hay còn gọi là cấp số nhân. Thì bạn An quan sát cho thầy là quan hệ giữa các term này như thế nào? An. Bạn An. Từ số này nó biến thành số này thì nó làm gì? Mà nó có cùng quy luật. Hai biến thành 10 thì bằng cách nào? Nhân 5. Nhân 5. Nếu quy luật nó là nhân 5 thì cái số kế tiếp nó cũng phải nhân 5. Đúng không? Và chúng ta thấy là cái cột nhân 5. Chứ còn nếu chúng ta thấy cộng ấy, thì chúng ta thấy này cộng 8 còn này là cộng 40. Tức nghĩa là nó không có cùng quy luật. Chỉ có nhân 5 là chúng ta thấy có cùng quy luật thôi. Và tiếp tục như vậy. Vậy thì chúng ta tìm được cái số kế tiếp nó là bao nhiêu? Dạ 250. Chúng ta nhân tiếp cho 5. Thì chúng ta thấy số kế tiếp nó phải là 250. Mời bạn Minh Anh. Dạ. Rồi chúng ta quan sát coi là làm sao để biến nó đây? Dạ, chia 3. Là nhân mấy? Nhân 1 phần 3. Dạ, nhân 1 phần 3. Chúng ta gọi cấp số nhân. Thì chúng ta sẽ nhân cho 1 phần số. Là nhân cho 1 phần 3 đấy. Nếu mà nhân 1 phần 3 thì các bạn thấy là nó ra số kế tiếp. Vậy thì cái này nó gọi là công bội. Đúng không? Chúng ta nhân thêm 1 phần 3. Vậy thì số kế tiếp nó bằng mấy?
Dạ, bằng 5. Bằng 5. Mời bạn Vi Luân. Vi Luân. Dạ. Cái đấy là bao nhiêu? Ờ, dạ 40. 40, vậy là chúng ta nhân mấy? 2. Nhân 2. Mời bạn Khánh Đoan. Dạ. Là nhiêu? Ừ. Nhân mấy thì nó ra số kế tiếp? Nhưng mà nó bị nhỏ hơn này. Nhỏ thì chúng ta nhân phân số 128 biến thành 32. 32 biến thành 8, vậy thì nó nhân bao nhiêu đây? 1 phần mấy? Là 1 phần 4. 1 phần 4. Vậy chỗ này chúng ta nhân 1 phần 4 được không? Dạ, vậy thì được. Số kế tiếp nó là mấy? Dạ là 2. Đó, 8 nhân 1 phần 4 thì nó ra là 2. Đó, thì cái này chính là cấp số nhân. Chúng ta chỉ nhân cho một con số thôi là chúng ta sẽ ra được. Rồi bây giờ chúng ta xem coi là nó là số thập phân hay là phân số gì đó, thì chúng ta thấy nó bé hơn. Nó bé đi thì chúng ta thấy như thế nào. Rồi mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Dạ. Yeah. Chúng ta xem hai số này quan hệ như thế nào. Trừ 128 phần 27 biến thành 32 phần 9. Vậy thì chúng ta xem coi từng cái một. Cái mẫu số này là mà nó 27 mà biến thành 9 là chúng ta nhân cái phân số này cho bao nhiêu? Dạ trừ 3. Nhân thêm 3. Đúng không? Tại vì nó ở mẫu số mà. Khi chúng ta nhân 3 thì chúng ta đơn giản 27 cho 3 thì có phải mẫu số nó còn 9 không? Đúng không Bảo? Ừ. Rồi. Bây giờ 128 này nó biến thành 32 thì chúng ta nhân thêm bao nhiêu nữa? 1 phần trừ 4. Chúng ta nhân 1 phần 4. Yeah. Đúng không? 128 mà biến thành 32. Chúng ta nhân 1 phần 2 thì nó còn lại là bao nhiêu? Là 64. Chúng ta nhân 1 phần 2 thêm cái nữa thì nó ra là 32. Rồi chỗ này chúng ta phải nhân thêm chỗ trừ 1 nữa thì có phải nó ra xuất hiện cái con số này. Đúng không? Là nó mất cái dấu trừ. Vậy thì gom lại thì chúng ta thấy toàn bộ cái này chính là nhân thêm bao nhiêu? Trừ 3 phần 4. À, trừ 3 phần 4. Các bạn thấy có khó gì không? Không. Chúng ta chuyển từng con số một. Đó là một cách. Cách thứ hai, chúng ta cũng có thể làm bằng cách là gì? Chúng ta biết là trừ 128 này phần 27, chúng ta phải nhân cho một cái công bội là K. Thì nó phải ra số đằng sau là 32 phần 9. Vậy thì chúng ta tìm K. Thì chúng ta sẽ lấy cái này, chúng ta chia cho cái con số này. Thì chúng ta cũng ra được. Được chưa? Vậy thì chúng ta biết được là nó là K, chúng ta xác định ra lúc nãy là trừ 3 phần 4. Vậy thì cái công bộ này nó là trừ 3 phần 4. Vậy thì chúng ta tính cái số kế tiếp này là chúng ta lấy trừ, đọc lên. Trừ 8 phần 3 nhân cho trừ 3 phần 4. À, nhân cho thêm trừ 3 phần 4. Thì nó ra là mấy? Bằng 2. 3 đơn giản đi. Chúng ta làm đơn giản, 3 đơn giản. 8 đơn giản cho 4 thì còn 2. Dấu trừ nhân dấu trừ là thành cộng. Vậy số này bắt buộc phải số 2. Đây, bạn nào nắm được cái cách để chúng ta đi tìm cái công bội như hai cách vừa rồi cho tay xem. Chúng ta bị lúng túng khi chúng ta nhân chia chúng ta chuyển, đúng không? Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta xem nó hệ số K. Để chúng ta nhân chúng ta chuyển số. Vậy thì chúng ta tìm phép chia cũng ra, cách kia cũng ra. Cái cách đầu tiên của thầy đấy thì đòi hỏi các bạn vững về số học thì các bạn sẽ nhân đúng.
Còn nếu các bạn không vững về số học thì các bạn làm theo cách thứ hai là chúng ta thực hiện theo toán chia, chúng ta cũng xác định được nó. Mời bạn Thiên Bảo. Thiên Bảo. Dạ. Yeah. Rồi. Làm sao chúng ta xác định được hệ số K nó đây? Lấy số sau là 6 phần mấy? Dạ, 6 phần 5. Chia cho. Chia số đằng trước là bao nhiêu? Dạ, 3 phần 5. Trừ 3 phần 5 chứ. Vậy thì dạ, chia cho trừ 3 phần 5 là chúng ta sẽ nhân nghịch đảo. Rồi, nhân nghịch đảo. 6 phần 5 sẽ nhân cho mấy? Dạ, trừ 5 phần 3. À, nhân cho trừ 5 phần 3. Chúng ta nhân nghịch đảo. Vậy chúng ta đơn giản được số 5. 3 đơn giản ra 6 thì còn 2 dấu trừ này nữa. Vậy thì hệ số K nó là mấy? Dạ, trừ 2. Rồi, chúng ta tìm ra hệ số K là bằng trừ 2. Nhưng mà chúng ta phải thử lại là chúng ta lấy cái số này, chúng ta nhân trừ 2, nó có ra số kế tiếp không? Dạ, ra. Ra, ra trừ 12 phần 5. Vậy thì số kế tiếp của nó nữa là bao nhiêu? Dạ, 24 phần 5. Rồi, 24 phần 5. Chúng ta xác định chính xác là chúng ta sẽ ra được. Rồi, thầy mời bạn Thanh Nghi. Thanh Nghi. Dạ. Công bội nó bằng mấy? Dạ, 1 phần 5. À, 1 phần 5. Chúng ta lấy số dễ nhất là 75. Chúng ta chia cho 15, tức là chúng ta tìm K đấy. Thì chúng ta thấy là 5 nha, bằng 5. Vậy thì số kế tiếp nó là nhiêu? Là 3. Là 3. Tức nghĩa là chúng ta lấy số đằng trước là 75 mà chúng ta nhân cho K thì bằng mấy? Bằng số đằng sau là 15. Vậy thì nếu chúng ta chia, chúng ta ra bằng 5, nhưng mà chúng ta phải đảo nghịch lại nhé. Tức là hệ số K nó bằng mấy? 1 phần 4. À, 1 phần 5. 1 phần 5. Vậy thì 15 này chúng ta nhân cho 1 phần 5 thì nó sẽ ra là 3. Là 3. Vậy chúng ta tìm ra được số kế tiếp nó bằng 3. Mời bạn Vi Luân. Vi Luân. Dạ. Trừ 9 phần 4 nhân mấy? Nhân K thì bằng mấy? 3. Bằng 3. Vậy K bằng mấy đây? 3. Nhân chéo 3 lên. Nhân chéo 4 lên là 3 nhân 4 là 12. Trừ 9 chuyển xuống thành chia là trừ 9. Vậy là K bằng mấy đây? Trừ mấy? Dạ, trừ 12 phần... À, trừ 4 phần... 3. Trừ 4 phần 3. Đấy, vậy thì 3. Chúng ta nhân tiếp trừ 4 phần 3 thì ra nhiêu? Dạ, bằng trừ 4 rồi. À, bằng trừ 4. Và chúng ta điền vào đây là trừ 4. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp. Rất nhiều bạn chưa có biết về cái này. Mời bạn Minh Anh. Minh Anh đâu? Dạ. Yeah. Rồi, cho thầy ý kiến bài này. Chúng ta vừa mới học xong. Thì cái số sau bằng số trước nhân mấy đây? Nhân mấy? 4. Nhân 4. Vậy thì cho thầy hỏi, nếu cái CN này này, bây giờ CN trừ 1 này, thầy thay cái số đứng đằng trước CN trừ 1 thì nó là CN trừ mấy? N trừ mấy? Đứng trước N trừ 1 là N trừ mấy? Trừ 2. À, trừ 2.
Và chúng ta phải nhân cho cái cung bội nó là mấy? Là 4, đúng không? Thì cái này chính là cái sen ở trừ 1, phải không Minh Anh? Đúng không? Yeah. Đó này. Và đằng sau này chúng ta nhân tiếp cho số mấy? Nhân cho số 4. Nhân cho 3. Nhân cho số 4. Vậy thì cuối cùng chúng ta nhân vào chúng ta được là C N chữ trừ 2 nhân cho 4 mũ mấy? Mũ 2. Vậy thì nó tương tự như cái quy luật của cấp số cộng. Thì chúng ta quan sát được cái chỉ số chỗ này cộng với chỉ số chỗ này cộng lại nó bằng cái gì? Bằng gì biết không? Nó bằng đúng chỉ số N này này. Phải không Minh Anh? Vâng. Rồi. Vậy thì nếu thầy hạ nó xuống là thay vì thầy để CN trừ 2 thầy cho nó là C1 luôn được không? Vậy thì bắt buộc chỗ này là phải là 4 mũ mấy? Cộng lại thì bằng N. 4 mũ mấy? 4 mũ N. N trừ 1. Trừ mấy? À, trừ 2. Trừ 2 nhé. Trừ 1 chứ. Bởi vì trừ 1, N trừ 1 cộng cho 1 lại thì nó mới đúng bằng chỉ số N này. Nắm được chưa? Dạ rồi. Rồi. Vậy từ đây chúng ta tìm ra được cái số C3 không? C3 là bằng mấy? Yêu cầu đi tìm C3 này. C3 sẽ bằng C1. Là số đứng đầu. Nhân cho 4 mũ. N trừ 1. N đây là bằng mấy đây? N là bằng 3. À, N 3 bằng 3. Vậy là 3 trừ 1. Vậy là mấy? C1 đây người ta cho bằng nhiêu đây? Dạ 3 phần 16. 3 phần 16 nhân cho? Nhân cho 4 mũ. 2. 2. Đúng dạ, không? Dạ, bằng vậy 3. Là đơn giản nó đi. Còn lại mấy? Dạ 3. Rồi, vậy là chúng ta đã biết được cái cấp số nhân này. Theo đúng quy luật là chúng ta lấy số đầu tiên nhân cho cái gì? Nhân cho cái cung bội là A đấy, bằng 4 đấy, là 4 mũ N trừ 1 nha. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta tìm được bằng 3. Rồi, cho thầy khảo sát. Đây chính là cái hàm mẫu sau này chúng ta sẽ học. Rồi, bạn nào nắm được cái công thức tổng quát của cái giấy số đứng thứ N trong cấp số nhân, giơ tay thầy xem. CN nó sẽ bằng số đứng đầu tiên nhân cho 4 mũ N trừ 1. Nè các bạn, nhớ số đầu tiên ứng với N nó bằng 1 nha các bạn. Đây, thầy lặp lại cái công thức này. Thầy lặp lại thêm một lần nữa. Bạn nó nắm giơ tay chứ? Thầy không thấy phản hồi. Nếu mà chúng ta có chỉ số 1, chỉ số 2, chấm chấm đến cái term thứ N trừ 1 đến thứ N này. Thì chúng ta thấy cái này nó gọi là C1. Đúng không? Vậy thì chúng ta tìm ra được chỗ này là CN. Nha. Thì chúng ta thấy ở đây là có bao nhiêu khoảng đây? 1 khoảng, 2 khoảng, 3 khoảng, chấm chấm cho đến bao nhiêu khoảng ở giữa này? Thầy mời bạn Kim Bảo cho thầy biết coi là có bao nhiêu cái chu kỳ ở đây. Từ vị trí số 1 cho đến vị trí thứ N này có bao nhiêu khoảng ở giữa? N trừ 1. Chúng ta thấy là rõ ràng là có tổng cộng là N trừ 1 khoảng. Từ 1 cho đến N này có N trừ 1 khoảng. Mà mỗi một khoảng cái chu kỳ nó có giá trị bằng mấy? Nó tăng gấp mấy lần lên đấy? Tăng gì? Tăng gấp A lần đúng không? Đúng không Bảo? Dạ đúng. Vậy thì cái số đứng thứ N này có phải là bằng gì? Số đứng thứ N này nó phải bằng cái số đầu tiên, cái giá trị số đầu tiên là C1. Chúng ta nhân gấp mấy lần? A mũ N. Nhân A mũ N trừ 1 lần. Dạ. Tại vì nó gấp tới mỗi một khoảng là gấp A lần,
2 khoảng thì chúng ta phải nhân tiếp là a mũ 2, và n trừ 1 khoảng là chúng ta phải nhân cho mũ n trừ 1. Và chúng ta nhớ cái chỉ số đầu tiên chỗ này là bằng 1 nhé. Còn nếu mà một số nội dung mà người ta bắt đầu cái số đầu tiên nó chỉ kêu là chỉ số bằng 0 đấy, thì chúng ta thấy giá trị thì n nó nằm đây này, còn chỗ này là n cộng 1 này đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ lại khác nha. Chúng ta phân biệt chỗ này cái số đầu tiên nó không phải là C1 mà nó sẽ là C0. Đó, C0 là số đầu tiên. Vậy thì cái số đứng thứ n thực ra là nó chính là n cộng 1 đấy. Vậy thì chỗ này nó phải là nhân cho A mũ n nha các bạn. Thì từ đây chúng ta rút ra một cái kết luận, rút ra được một cái kết luận là cái chỉ số của số đầu tiên là cái này cộng cho cái mũ này, cộng lại luôn luôn phải bằng cái này. Thì ở đây nó là 1 thì chỗ này là n trừ 1. Chỗ này là 0 thì chỗ này nó phải n. Thì hai cái này cộng lại nó mới bằng cái này nha các bạn. Chúng ta nhớ đúng cái quy luật này, chúng ta làm không bao giờ bị sai. Chúng ta phải có những cái nhận xét như vậy chúng ta mới làm được bài tốt. Kim Bảo và Minh Đăng, thầy không thấy phản hồi nhỉ? Không biết là nắm được cái này hay chưa? Nếu chưa thì thầy sẽ giảng thêm. Còn nắm rồi thì phản hồi để thầy biết thầy qua cái khác. Vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho các bạn một cái quy luật rất là tổng quát của cái dãy số này, mà đòi hỏi các bạn phải nắm rất vững thì chúng ta mới làm được các bài tập về nhà. Còn không thì chúng ta làm lộn tùng phèo hết nhé. Đây, thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Khánh Đoan. Khánh Đoan bảo. Khánh Đoan. Rồi, bây giờ người ta cho mình cái số đầu tiên là bao nhiêu nhỉ? Dạ, 0.2. Rồi, nó gọi là A1 đấy, là 0.2. Và số này đến số kia là nhân cho bao nhiêu? 0.2 nhân... Nhân mấy? Nhân mấy thì nó ra trừ 1? À, nhân trừ 5. À, nhân trừ 5, đúng rồi. Vậy là chúng ta xác định được cái A mà cái công đội của nó là trừ 5 và số đầu tiên là 0.2. Mời bạn Minh Ngọc. Xác định cho thầy số đầu tiên là mấy, Minh Ngọc? Số đầu tiên... Mười. Còn cái công đội nó là mấy? Công đội là mấy? Mười. Cho K thì phải bằng 6. Vậy thì K bằng mấy? Mười chia 6. Vậy K bằng 6 chia 10 đó. Đơn giản được cho 2 là 3 phần mấy? 3/5. Rồi, chúng ta thấy ở đây là 3/5. Vậy chúng ta nhớ là số đằng sau bằng số đằng trước, số liền kề của nó đấy, số liền sau bằng số liền trước nhân cho một cái công bội là K, chính là 3/5 chỗ này. Mời bạn Dương. Dạ. Đó là D1 bằng mấy? -1/5. 1.5. Rồi, cái công bội nó là mấy? Thì -4. -4. Nếu chúng ta nhân -2 thì nó mới ra mấy thôi? Là 3. 3. Nhân muốn thành 6 thì chúng ta phải nhân cho -2 nữa. -4. -4. Vậy là công bội nó là -4. Và cái số đầu tiên là -1.5. Mời bạn Kim Phụng. D1 là mấy? Kiếm vọng. Dạ, 56. 56. Rồi, công bội nó là mấy? Nhân trừ... Trừ... Một phần...
1 phần 2 trừ 1 phần 2. Rồi, trừ 1 phần 2. Đúng rồi, ôn là không có sửa nhiều như thế. Nhưng mà vì có nhiều bạn mới nên thầy sẽ ôn kỹ hơn. Rồi, thầy mời kế tiếp bạn Thanh Hạ đâu nhỉ? Dạ. Yeah. Rồi, Thanh Hạ làm bài này. Rồi, Thanh Hạ tìm cho thầy coi là cái số đầu tiên định nghĩa là C1. Đó. Vậy thì CN này bằng, đọc đi, C1 nhân cho gì? Nhân cho cái số... A mũ mấy? A mũ N trừ 1. Trừ 1. Giờ chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết được là cái công bội nó là mấy không? Dạ là 2. Là 2. Vậy là 2 mũ N trừ 1. Còn cái số đầu tiên là mấy? Số đầu tiên là trừ 9. Trừ 9. Vậy chúng ta thế vào. Chúng ta xác định được chỗ này là trừ 9 nhân cho 2 mẫu mở ngoặc ra N trừ 1 nha các bạn. Rồi, check. Hoàn toàn chính xác. Mời bạn Thanh Nghi. Yeah. Rồi, Thanh Nghi cho ý kiến bài này. Ở đây người ta cho chúng ta cái dãy rồi. Bây giờ hỏi cái nào là đúng? Cái nào là đúng? Thì chúng ta áp dụng theo công thức tổng quát là số đầu tiên là nhiêu? Là 80. 80 nhân cho cái công bội nó là bao nhiêu? Là 1 phần 2. 1 phần 2. Rồi chúng ta phải là mũ mấy? Dạ, mũ N trừ 1. N trừ 1. Vậy thì nếu mà chúng ta triển khai ra mà chúng ta thấy là chỗ này giả sử có N thôi thì chúng ta làm sao? 80 nhân? Nhân cho 1 phần 2 mẫu? Mũ N. Mũ N. Nhân cho 1 phần 2 mẫu? Mẫu gì? Mẫu gì? Mũ 1. Trừ 1 chứ. Đúng không? Chúng ta học A mũ M cộng N thì là bằng gì? Có phải tách ra là A mũ M nhân A mũ N. Vậy thì chỗ này trừ 1 là thì tách ra chỗ này phải là mũ trừ 1. Vậy thì 1 phần 2 mũ trừ 1 thì nó là nghịch đảo đúng không? Đó. Chúng ta nhớ là K mà mũ trừ 1 thì nó sẽ phải bằng nghịch đảo của cái số K lên là 1 phần K. Vậy thì K ở đây là 1 phần 2. Tức nghĩa là 1 chia 1 phần 2 chính là bằng 2. Đấy chưa? Vậy chúng ta nghịch đảo nó là 2. Vậy là 2 nhân 80 thì bằng mấy? Dạ, 160. 160 nhân 1 phần 2 mẫu N. Mẫu N. Vậy thì chúng ta thấy là bạn ở trên đúng không? Dạ, đúng. Bạn ở dưới có đúng không? Dạ đúng luôn. Đúng luôn. Vậy là chúng ta chọn hai bạn lật nha. Vậy thì nếu mà bạn nào nhớ về lũy thừa chuẩn thì chúng ta làm được. Đó. Cái này là thầy cũng đã ôn cho các bạn để các bạn về các bạn luyện tập. Và cái dãy số này nó sẽ liên quan đến hàm mẫu. Nếu chúng ta không hiểu dãy số này thì chúng ta cũng đi đứt luôn cái hàm mẫu. Mà hàm mẫu cơ bản chúng ta đứt thì chúng ta đứt luôn cái hàm mẫu của đại số 2 hôm đọc thầy dạy. Thầy mời bạn Vi Luân. Vi Luân. Đã. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết công bội nó là mấy không? Công bội là mấy? Trừ mấy? Trừ 9. Còn số đầu tiên là nhiêu? Trừ 26. Rồi, vậy thì chúng ta thế vào. Số đầu tiên đọc là nhiêu? Trừ. Và lúc nãy bạn làm rồi mà. Trừ 26. Rồi. Trừ 26 chính là cái H đầu tiên. Trừ 26. Trừ 9. Nhân cho công bội là bao nhiêu? Trừ 9 nữa. Trừ 9. Rồi chúng ta lấy mẫu của nó. Mẫu mấy? Mẫu nhiêu?
n n một trừ một. Giờ vậy là chúng ta ra được cái lũy thừa của nó. Chúng ta nhìn vào đây là trừ 9. Rồi. Nó tương tự hết đấy các bạn. Không có khác gì cả. Bây giờ chúng ta có cái bài toán đố. Đúng không? Toán đố nó khó hơn để chúng ta vận dụng cái kiến thức căn bản của các con số. Chúng ta vận dụng vào để chúng ta tấn nó ra. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cần phải ra chơi. Nên lâu lâu cứ vô học thì thầy quên rồi đấy. Nên mấy bạn nghỉ học là rất là nguy hiểm, nhiều khi thầy hay quên đấy. Rồi, bạn An, tính cho thầy xem. Bạn An. Dạ. Tính H2, H2 là bằng gì? À, 28 chia cho... H mấy? À, H1. H1. Rồi, thế vào. 28, H1 là 14. 14. Chúng ta ra được H2 bằng? Mấy? 2 à? À, bằng 2. Nhá, các bạn về nhà. Các bạn muốn giỏi, không phải chúng ta chỉ đến lớp này nghe đâu. Mà chúng ta phải về luyện tập và luyện tập. Thì nhờ cái sự luyện tập đó chúng ta mới vững vàng nhá. Chúng ta học mà chúng ta luyện tập là chúng ta chỉ nghe, quên mất. Nên thầy nhắc nhở với các bạn lại một lần nữa, khi các bạn có mặt đầy đủ thì chúng ta thấy là thầy đã cấp bài tập cho các bạn. Các bạn nhìn xem, tuần trước thầy đã dạy cho các bạn 3 bài này, vậy mà rất nhiều bạn chưa làm. Chỉ có bạn Thanh Hạ là làm đầy đủ này, có làm bài. Còn những bạn khác thì sao? Minh Anh không làm, bạn An thì làm không kỹ. Nếu chúng ta thấy sai, chúng ta phải tự giác. Chúng ta lấy video của bài học trước thầy đã up lên. Chúng ta phải xem kỹ lại và chúng ta làm lại để đảm bảo rằng chúng ta đã hiểu. Chúng ta làm lần thứ hai mà chúng ta chưa hiểu, vậy thì chúng ta phải biết thắc mắc, chụp lại cái nào chúng ta chưa hiểu để hỏi lại thầy riêng. Để chúng ta học xong là chúng ta phải vững, chứ không phải chúng ta học xong chúng ta làm kệ đó. Chúng ta để 56 này làm sao mà chúng ta tốt được. Như bạn Thanh Hà cũng là bạn mới, sinh năm 2008. Cũng mới chuyển vào mà chúng ta thấy không? Bạn nắm bài tốt, các bạn làm được tốt ngay. Còn những bạn khác, chúng ta chưa tốt, vậy thì chúng ta phải xem lại. Nghe bản thân bạn Minh Đăng cũng vậy. Xem coi mình làm sai chỗ nào. Chúng ta tự điều chỉnh bổ sung để chúng ta phải vững cái chỗ đó cho thầy. Chúng ta không để nó còn hỏng như thế. Thì ngày hôm nay thầy đã dạy xong cái phần sequence và cái phần, nếu thầy dạy tiếp phần hàm mẫu thì các bạn về nhà làm tốt cho thầy. Ở đây thầy thấy là có bạn Thanh Nghi là làm tốt, về nhà làm đầy đủ. Còn ở đây là bạn Kim Bảo cũng còn nợ nần rất là nhiều bài. Mặc dù đã học đại số 2, học rất lâu rồi, không phải là mới chuyển, mà cũng không hoàn thành bài tập. Vậy thì nếu không thấy bạn Kim Bảo làm bài, thầy sẽ ngưng, tạm thời ngưng không học science nữa, để chúng ta có thời gian chúng ta làm cái môn toán để cho tốt. Toán không tốt thì đừng nói chuyện đến science gì đấy cả. Nếu chúng ta không có thời gian, chúng ta nghỉ bớt science để chúng ta đầu tư môn toán. Môn toán vững thì mới nói chuyện science, còn không, không được cái gì cả. Nếu chúng ta đi học mà chúng ta không giải quyết được cái việc làm bài tập, thì chúng ta nên nghỉ, nghỉ bớt đi. Mà nghỉ bớt mà cũng không làm nữa, nghỉ hết luôn nhé. Thầy không bao giờ thầy muốn nhận bất cứ một bạn nào không nghiêm túc. Nghe bản thân bạn Kim Phụ cũng thế. Học rất lâu năm, nhưng chúng ta không dành thì giờ làm bài. Đây này, những bài này, tại sao được cấp lại? Là có lý do chứ không phải là không có lý do gì hết. Vậy thì các bạn có nhiệm vụ về nhà kiểm tra trong cái mục này. Đây là cái mục chung của lớp, thầy cấp các bài test liên quan để các bạn làm, để thầy ra soát các bạn lại tình hình như thế nào để thầy xử lý. Bạn Khánh Đoan cũng thế, đúng không? Thầy dạy rồi mà làm không được, không thể nào để 27 này được. Tự mở video ra xem lại coi là tại sao mình yếu chỗ nào mình không rõ. Chứ không thể để như vậy. Được chưa Khánh Đoan? Khánh Đoan. Dạ. Yeah. Yeah. Phải dành thì giờ làm bài. Thầy đấy rất ít làm bài nhé. Những bạn mà cái mức độ tiến bộ chậm ấy, là do các bạn không làm bài. Chứ không phải là các bạn kém thông minh. Các bạn học, các bạn cần phải chú ý. Và chúng ta phải nghiêm túc làm bài. Các bạn thử xem các bạn xem có chấp nhận được hay không.
bạn Khánh Linh thầy sẽ làm việc lại với mẹ là bởi vì học mấy tuần rồi không có làm bài gì cả. Nếu không được thầy mời nghỉ, thầy không chấp nhận những cái thái độ học tập không nghiêm túc, không làm bài. Và thầy cảnh báo là những bạn Khánh Linh là một, thầy sẽ đuổi thẳng nếu không học nghiêm túc. Nghỉ rất nhiều lần rồi, học hành rất là nhếch nhác. Dù cho mình có thông minh một tí nhưng mà mình chủ quan, mình không học nghiêm túc, chúng ta không bao giờ tiến bộ được. Những bạn dành thì giờ phải tối thiểu là trên 80 phút thì mới gọi là chúng ta học nghiêm túc. Còn những bạn mà chúng ta chưa vững thì chúng ta phải dành thời gian gấp đôi con số 80, là phải 160 phút trở lên. Ví dụ như các bạn thấy bạn Thanh Hạ không? Mới vào. Nhưng mà tại sao tiến bộ? Là bởi vì bạn Thanh Hạ dành một cái quỹ thời gian làm bài rất tốt. Vậy thì bạn Kim Phụng cũng thế. Chúng ta phải sắp xếp cho cái mục tiêu chúng ta. Thanh Hạ, Kim Phụng và bạn Kim Bảo cũng học chung trường, chung khối. Nhưng mà tại sao bạn có thời gian, bạn làm, mình không có thời gian như Thiên Bảo? Nói là trường học nhiều hay là lớp học nhiều, tại sao bạn khác sắp xếp được? Bản thân do mình thôi, mình có muốn hay không và mình có cố gắng hay không. Còn những bạn như là bạn Minh Anh này, thầy cảnh báo. Minh Anh đâu? Thầy nghe coi. Bạn Minh Anh và bạn An, là hai bạn này thầy kỳ vọng là học lớp thứ tư nhưng mà hỏng quá nhiều nên thầy tạm thời để chuyển qua lớp trưa chủ nhật để học. Vậy thì nếu mình học trưa chủ nhật ấy, mà mình không cố gắng thì bao giờ mình mới được chuyển sang cái lớp trưa chủ nhật, trưa thứ tư. Lớp trưa thứ tư thì sang năm chúng ta học về tích phân đạo hàm là AP, đúng không? Là học chương trình toán AP, là học về calculus. Là gì? Là tích phân đạo hàm như là gì? Mà bây giờ cái algebra 1 và algebra 2 chúng ta không vững thì làm sao sang năm chúng ta học được cái này? Trong cái đó những bạn học ngày thứ tư là thầy đang chuẩn bị cho các bạn là cái pre-calculus, là tiền về tích phân rồi. Đúng ra chúng ta phải nhanh chóng để chúng ta chuyển sang lớp thứ tư thì chúng ta mới có cơ hội sang năm chúng ta học lớp AP này. Còn không thì chúng ta sẽ chậm một nhịp. Tức nghĩa là sang năm cái lớp này chúng ta sẽ phải học cái pre-calculus, là pre-AP trước. Sau đó học kỳ 2 chúng ta mới chuyển lên chúng ta học AP, tức là chúng ta bị trễ mất học kỳ. Còn nếu mà chúng ta học mà cũng còn chậm, không làm bài, không tiến bộ của cái algebra 1 và 2 cuối năm nay, thì sang năm chúng ta sẽ phải học vững cái algebra 2 nhé. Nên các bạn phải xem lại, điều chỉnh cái việc học. Và bạn Minh Đăng, do có sự cố gắng, thì bạn Minh Đăng hoàn thành những cái bài tập kế tiếp, thì thầy sẽ chuyển bạn Minh Đăng sang lớp thứ tư. Bạn Minh Đăng có bận gì thứ tư không, Minh Đăng? Minh Đăng, anh Tiến. Minh Đăng có bận ngày thứ tư không? Không ạ. Minh Đăng hoàn thành những cái bài của thầy giao đấy. Thì Minh Đăng sẽ chuyển sang lớp thứ tư để học chung với các bạn đó nha. Hiện nay Minh Đăng đã làm bài và nó lên được cái mức 83% này. Đó. Thì các bạn xem tình hình cái lớp ngày thứ tư. Thầy cho các bạn xem cái lớp ngày thứ tư để các bạn thấy được là cái sự cố gắng của các bạn ngày thứ tư là như thế nào. Các bạn xem nhé. Đây. Trong cái lớp ngày thứ tư ấy, thì hầu hết là các bạn đã rất là good rồi. Có bạn Minh Đăng là đang tiến bộ này. Đó. Thì những bạn khác là phải cố gắng hơn. Bạn Bạch Dương cũng vậy. Chúng ta sang cái lớp Algebra 2 mà học lên pre-calculus ở lớp thứ tư đấy, thì thầy yêu cầu là tất cả các bạn đều phải trên 90% của cái Algebra 1. Và hiện nay là cái lớp đấy đang học cái Algebra 2, là chuẩn bị kết thúc Algebra 2 này. Thầy đang kết thúc đấy. Thì các bạn lớp này chỉ tầm là đến hết tháng này là các bạn đã kết thúc algebra 2 rồi, là thầy sẽ chuyển qua pre-calculus. Và những bạn dẫn đầu đã lên được 85%, các bạn thấy không? Những bạn khác cũng đang cố gắng. Nếu mà các bạn này không tiến thì cũng sẽ không đảm bảo cái kế hoạch của lớp thứ tư là chúng ta học lên pre-calculus. Chúng ta nhớ là cái algebra 2 đấy thì thầy đã
dạy cho lớp này tới mũ này, lốc này. Đấy chưa? Những cái khác thầy đã dạy rồi. Thì cái lớp thứ tư thầy chỉ dạy trong vòng 2 buổi nữa thầy kết thúc cho các bạn. Là các bạn đó đã xong cái algebra 2 rồi. Để thầy chuyển qua cái pre-calculus cho các bạn. Đó, pre-calculus là để chúng ta sang năm chúng ta học tích phân đạo hàm là của cái AP calculus luôn. Các bạn thấy không? Nó liên quan đến vector, liên quan đến ma trận, liên quan tới xác suất tổ hợp này, liên quan đến dãy số này. Đó, thì nó sẽ phức tạp hơn một chút xíu. Nó có một ít lượng giác nữa các bạn. Vậy thì hàm ngược hay là lượng giác thì nó thuộc về cái pre-calculus. Thì kế hoạch của thầy là lớp thứ tư sẽ dứt điểm cái pre-calculus trong năm học này. Không? Là các bạn sẽ phải tiến tới mức đó luôn. Thì sang năm là các bạn chỉ học cái calculus là tích phân đạo hàm, ứng dụng đi chuyên sâu của nó thôi. Thì như vậy là chúng ta sẽ đạt yêu cầu. Vậy thì những bạn như là bạn Minh Anh và bạn An muốn học cái lớp AP, chúng ta phải cố gắng rất nhiều thì chúng ta mới học nổi cái trình độ đó. Thầy biết là muốn học cái AP đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta học từ cái algebra 1 và algebra 2 thì chúng ta nhảy lên sao? Chúng ta học, chúng ta còn học thêm nữa. Nên chúng ta phải cố gắng rất nhiều để chúng ta vượt nhanh lên. Các bạn biết trong lớp này cũng có những bạn mới. Ví dụ như là bạn, thầy lấy ví dụ như là bạn, bạn này chút xíu nha. Các bạn xem cái algebra 1 này. Thì những bạn như là bạn Hoàng Anh này, hay là bạn Bảo Chất này, là hai học sinh hay là bảy, là học sinh mới vào từ hồi hè, đã cố gắng rất nhanh để tiến bộ rất là nhanh này. Và bạn Thanh Nghi, thầy cũng sẽ có thể cho chuyển sang học thứ tư vào tuần này, bắt đầu từ tuần này, nếu mà kết thúc sớm nha, kết thúc sớm những cái bài thầy giao, thầy sẽ cho chuyển, được chưa Nghi? Nghi có muốn chuyển không? Dạ. Rồi, các bạn xem algebra 2 này, thầy cũng dạy rồi. Thì bạn Hoàng Anh cũng tiến rất nhanh so với các bạn khác. Mới học thầy có chắc chưa đầy 4 tháng, vào cùng đợt với Thanh Nghi đấy. Mà hiện nay algebra 2 đã 58% rồi. Bạn Bảo Trân cũng đã 49 rồi, tức là tiến rất nhanh so với những bạn kỳ cựu như là Bạch Dương, Phúc Anh, Phúc Thuận. Những bạn này là kỳ cựu học sinh của thầy. Nhưng mà do chúng ta chưa dành thì giờ nghiêm túc để chúng ta học, nên chúng ta sẽ tiến nó sẽ chậm hơn. Vậy thì thầy quay lại những bạn của cái lớp này. Vậy thì những bạn nào muốn tốt? Đây, bạn Minh Đăng, Thiên Bảo là cũng ok. Nhưng mà bởi vì bạn Thiên Bảo không tuân thủ làm bài, không cố gắng làm bài thì đâu có dám cho chuyển qua. Tại vì chuyển qua mà chúng ta không bám theo tiến độ được như các bạn ấy, là chúng ta bị hỏng thêm. Còn không thì chúng ta cứ ở lại lớp này, chúng ta học tàn tàn thôi, thì chúng ta sẽ vững hơn. Đúng ra là những bạn này là có khả năng ấy, nhưng mà chúng ta không đầu tư thời gian. Chúng ta không đầu tư thời gian. Nên những bạn nào thầy sẽ xem lại, mà thầy thấy là có sự nỗ lực, thầy sẽ chuyển. Để lớp này thầy tập trung những bạn nào chưa tốt để thầy dành thì giờ thầy xử lý thôi. Nên hiện nay là algebra 1 thầy đang phải xử lý thêm những cái mà về dãy số này các bạn thấy không? Sequin với cả exponent. Nếu chúng ta chịu khó làm bài, chúng ta đã tiến rất nhanh rồi. Bạn Thiên Bảo và bạn Kim Phụng có ý kiến gì không? Thiên Bảo trả lời trước. Thiên Bảo có muốn chuyển sang cái lớp kia không? Có. Có nhưng mà có làm bài không? Bây giờ cái tình trạng là mình không làm bài thì làm sao mà chuyển qua lớp kia được? Chuyển qua lớp kia chịu nổi không? Nếu mà chuyển qua là phải dành thì giờ làm bài nha Bảo. Nếu không đảm bảo làm bài tối thiểu một tuần 80 phút đấy, là sẽ phải quay lại lớp trưa chủ nhật, nhớ chưa Bảo? Nhớ chưa? Nếu không đảm bảo việc đó thì chắc chắn chúng ta không theo được. Chúng ta muốn theo lớp là chúng ta phải bám theo tiến độ của lớp. Lớp học tới đó là chúng ta phải cố gắng lên. Chúng ta dành thì giờ cho nó. Chúng ta sắp xếp thời gian.
thì như vậy chúng ta mới bám vào tiến độ các bạn được. Còn không là chúng ta sẽ bị học ngay. Thầy muốn chuyển là thầy phải xem coi sự nỗ lực. Đó. Bạn thân nghi. Còn Kim Phụng thì sao? Kim Phụng. Yeah. Đấy kiến. Kim Phụng muốn sao? Yeah. Học tiếp lớp này hay chuyển? Dễ chuyển lớp kia. Nhưng mà có dành thời gian làm bài không? Dạ có. Rồi. Bây giờ thầy sẽ cho chuyển sang thứ tư tuần này bắt đầu học nhá. Tại vì chúng ta phải bắt nhịp ngay lập tức liền. Rồi buổi sau thầy dạy cái đại số 2 đó. À, hiện nay cái đại số 2 của lớp này, cái phép chia đa thức thầy đã dạy cho cái lớp thứ tư rồi. Nên tuần sau thầy sẽ dạy cái chia đa thức này. Thì bạn Kim Phụng, các bạn khác vẫn phải kết nối chủ nhật tuần sau để chúng ta học bài này. Bởi vì bài này lớp thứ tư đã dạy rồi. Còn nếu chúng ta không kết nối, chúng ta phải tự xem video lại. Nha. Thì chúng ta mới làm được bài test của cái này. Tại vì lớp thứ tư tới đó, thầy sẽ dạy tiếp cái phần đồ thị của đa thức này là một. Thầy sẽ dạy bài đó. Cái thứ hai là thầy dạy cái bài về biến đổi hàm số. Là cái này Việt Nam gặp rất nhiều này. Là chúng ta đặt ẩn số phụ, chúng ta biến đổi hàm số đấy. Thì lớp thứ tư thầy sẽ dạy hai cái này vào thứ tư tuần sau. Nên các bạn phải hoàn thành bài test, hoàn thành gấp để chúng ta còn kịp thời chúng ta chuyển qua đây. Chứ không thôi chúng ta bị hỏng tùm lum hết. Thầy lưu ý để các bạn nắm được cái mỗi một lớp thầy dạy một cái trình độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng của các bạn. Nếu các bạn muốn chuyển thì các bạn phải đáp ứng theo lớp thầy mới chuyển được. Còn chúng ta chuyển mà chúng ta không đáp ứng, chúng ta sẽ tụt lại đằng sau. Chúng ta học chúng ta cảm thấy khó hiểu ngay nhé. Rồi thầy quay lại cái mục đích của lớp này. Chúng ta đi tiếp cái phần sequence này. Thầy mời bạn Khánh Đoan. Dạ. Ở đây bạn này đang viết một cái hàm số liên quan đến cái dãy số này. Tức là hàm SN này đấy. Thì người ta cho cái dãy số này. Thì chúng ta thấy là cái số đầu tiên là 20. Số kế tiếp là nhiêu? 15. Số kế tiếp là 10. Vậy thì cái này là cấp số gì? Dạ. Cấp số gì? Trừ. Cấp số cộng. Cộng cho bao nhiêu? Cộng cho trừ 5. À, chúng ta thấy cộng cho trừ 5. Vậy thì chúng ta sẽ biết được là SN nó bằng số đầu tiên là bao nhiêu? Dạ, 20. Cộng cho 5. Cộng cho N trừ 1 lần. Cho cái công sai của nó là trừ mấy? Trừ 5. Trừ 5. Nếu chúng ta thế vào, thì chúng ta sẽ ra được bao nhiêu? Thế. Thế vào nó ra là mấy? Thế cái gì nè? Thế cái N. Chúng ta nhân phân phối vào đi. Trừ 5 N. 5 N. Rồi còn này nhân vào đây là bao nhiêu? Trừ 5 N cộng 5. Ủa? Là mấy? Là 25 chứ? 25. Đúng không? Nó phải là 25 trừ 5N. Vậy thì tại sao chỗ này nó lại là 20 trừ 5N nhỉ? À. Tại sao? Dạ, 20 là số đầu tiên trong cái dãy số đó. Vậy thì 20 không phải là số đầu tiên. Ừ. Nếu số đầu tiên nó phải là trừ 5 lần N trừ 1 cơ. Vậy thì số này là số thứ mấy? Thì số thứ 2. Số thứ hai. Này là bắt đầu từ số thứ 2 rồi. Tại vì chúng ta thấy là SN này nó sẽ bằng là số thứ 2 là S mấy? S2. 2. Cộng cho N trừ mấy? Trừ 2. Trừ 2 nhân cho? Nhân cho trừ 5. Thì chúng ta thay vào. Nó là nhiêu? S2. 20.
20 cộng trừ nhân vật vô rồi trừ 5n trừ 5n đó trừ 5n cộng 10. Vậy thì nó lại là ra là 30 trừ 5n. Nó có giống không? Không. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là cái này nó là số thứ hai cũng không đúng. Vậy thì nó là số thứ mấy? Nếu mà số thứ 3 mà cộng vô nữa là nó là số thứ 0 được không? Dạ. À, số thứ 0. Số thứ 0. Thì chúng ta nhớ là SN là số thứ 0. Tức là S0. Cộng cho gì? Cộng N cho 1. N trừ 1 nhân trừ 5. Trừ 5. Thì chúng ta thấy vào đây là nhiều? Dạ, 20. 20. Trừ 5. Chỗ này, không phải là trừ 1 nha. Thầy xin lỗi. Trừ 5. Là nhân N thôi. Nhân N. Nhân N thôi. Là tại sao? Chúng ta vẽ ra cái dãy số. Chúng ta thấy số chỉ số thứ 0 nó bằng 20. Chỉ số thứ nhất là 15. Và chấm chấm cho đến chỉ số thứ N. Đúng không? Chỉ số thứ N. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ bằng là số đầu tiên cộng cho bao nhiêu khoảng? Từ 0 đến N là nó có bao nhiêu khoảng đây? Dạ, N khoảng. Nó là N khoảng. Nên chúng ta cộng lại N nhân trừ mấy? Trừ 5. Trừ 5. Vậy thì chỗ này chúng ta mới xuất hiện là trừ 5N. Đấy. Vậy thì cái hệ số chỗ này mà chúng ta chỉ có là trừ 5 mà nhân cho N. Tức nghĩa là chúng ta hiểu chỗ này là bắt đầu là S mấy? Dạ, F0. Không đấy. S0. Vậy thì chúng ta xem coi là cái domain. Domain chính là gì? Là cái chỉ số này này. Là bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu từ số mấy? Bắt đầu số 0. Cái này nó gọi là domain này. Là N lớn hơn là bằng? Dạ, lớn hơn bằng 0. Rồi. Vậy thì chúng ta chọn cái domain của dãy số này là câu nào? Câu nào? Integrate N number. AB. Dạ. AB. Một cái là integer, một cái là any number. Cái chỉ số integer của chúng ta là số gì? Số là vị trí, là số tự nhiên, là số nguyên đấy. Tại sao? Chúng ta đang xét là chỗ này là zero này. Vị trí số zero, nơi số 1, số 2, chấm chấm. Nhưng mà đằng trước nó, vị trí đứng trước số 0 thì nó là vị trí thứ mấy? Trừ 1, đúng không? Vị trí trước nó là trừ 2. Nên chúng ta thấy là cái domain của nó là chúng ta có thể bắt đầu từ số 0 hoặc là có thể bắt đầu từ số âm. Tùy. Tùy theo cái dãy số chúng ta tính nha. Vậy chọn câu nào? Dạ. Câu A. Bắt buộc nó integer. Chỉ số nó lớn hơn bằng 0. Và nó là integer. Rồi, bạn nào nắm được câu này giơ tay đây xem. Rất nhiều bạn không hiểu về cái domain. Domain của cái dãy số nó chính là cái chỉ số cho biết là nó ở cái kỳ hạn đứng thứ mấy. Đứng đầu tiên là 0, 1, 2, 3 như thế nào đó. Chúng ta tính ra này. Rồi, chúng ta biết ra được nó là bằng này. Rồi, thầy mời bạn bạn Thanh Hạ. Dạ. Rồi chúng ta xem cái dãy số hình học tức là cấp số nhân này. Thì với N là integer thì cái function của nó là cái nào? Là cái nào? Là nào? N bằng gì? Là bằng số đầu tiên. Số đầu tiên nhân với lại cái A mũ A này. Chúng ta thấy cái số đầu tiên nó là A1 đi. Thì nhân cho cái công bội nó là mấy? Nhân mấy? Nhân mấy? Công bội là nhân 2. Nhân 2 là mũ N gì? Mũ N trừ 1. Trừ 1. Hoặc nếu thầy xem cái số đầu tiên là 0
thì nó là A0. Thì nó là nhân 2 mũ mấy? Mũ N. Mũ N. Một trong hai này thôi. Bây giờ chúng ta thế vào. Nếu chúng ta xem cái số đầu tiên này là số 4. Thì chúng ta nhân cho bao nhiêu? 2 mũ. Mũ gì? Cái này trừ 1 đúng không? Dạ. Yeah. Còn cái ở dưới là gì? 4. Nhân mấy? Nhân 2. 2 mũ N. Vậy thì cái trường hợp ở dưới đấy, mà chúng ta mũ N này là chúng ta có cái domain của chúng ta là N lớn bằng mấy? Lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ có nó là 4 nhân 2 mũ N. Được chưa? Vậy thì cái domain của nó là N phải lớn bằng 0. Còn cái trường hợp ở trên, nếu chúng ta lấy cái này thì N lớn bằng mấy? Giờ bằng 1. N phải lớn bằng 1. Rồi. Bây giờ chúng ta chọn cái câu nào thì nó sẽ phải tương xứng với cái domain. Câu A được không? Dạ không. Ủa, câu A nó ở dưới nè. À dạ được, dạ được. 4 nhân 2 mũ N với N lớn bằng 0 domain. Đúng. Rồi sao nữa? Tiếp. Câu B là không được. Với cái này thì sao? 4 nhân 2 mũ N trừ 1. Nếu chúng ta tắt 2 mũ trừ 1 ra thì nó chính là 4 chia mấy? 4 chia 2. Đúng không? Dạ. Yeah. 4 chia 2 tức là còn 2. Vậy là 2 nhân 2 mũ N với N lớn bằng mấy đây? Dạ, yeah, lớn hơn hoặc bằng 1. À, vậy thì cái câu B có đúng không? Dạ, yeah, đúng. Đúng. Rồi. Bây giờ thầy lại thấy tiếp. Nếu mà thầy xem nó là N lớn bằng 2, tức nghĩa là cái chỉ số của thầy, thầy xem chỗ này nó là B2 đấy. Thì chúng ta có là C gì? CN. Nó bắt đầu chỗ này là C mấy? C2 đúng không? Yeah. Phải nhân cho 2 mũ mấy? N trừ mấy? Trừ 2. Trừ 2. Giờ chúng ta thế C2 là bằng 4 vào đây. Nhân cho 2 mũ N trừ 2. Thì tắt ra là 2 mũ trừ 2 được không? Dạ được. Rồi. Vậy thì chúng ta tắt nó ra là 2 mũ N. 4 nhân 2 mũ trừ 2 tức là bằng 1. Vậy thì có cái nào nó chính là 2 mũ N với N lớn bằng 2 không? Có giống không? Không. Không. Mà chỗ này nó còn là cơ số 4 nữa. Thì nó càng sai nữa đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Vậy thì ở dưới nó càng là cơ số 4. Tức nghĩa là nó gấp 4 lần. Công bội của chỗ này nó đâu phải là gấp 4 lần đâu. Nên chúng ta cũng có thể nhẩm nhăn. Chúng ta biết là hai cơ số này đúng. Vậy thì chúng ta chỉ có câu A và câu B. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Thanh Hà giơ tay để xem. Chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc căn bản của nó thì chúng ta mới biết là chúng ta chọn cái nào. Nha. Hoàn toàn chính xác. Rồi, thầy mời bạn bạn Minh Anh. Dạ. Rồi, tương tự như vậy, người ta cho chúng ta số đầu tiên là T gì? T0. Vậy thì chúng ta quy nạp ra được cái TN này chính là cái T đầu tiên là mấy? Là T0. Nhân công bội là mấy? N trừ 1. 3. N trừ 1. Có phải không? Chúng ta nhớ là cái này cộng với cái này nó phải bằng đúng cái gì? Đúng bằng N. Vậy thì có phải là chúng ta trừ 1 không? Dạ. Vậy bỏ đi mấy? Bỏ trừ 1. Bởi vì tại sao? Bởi vì N cộng với 0 nó mới bằng N mà. Vậy chỗ này nó phải là mũ gì? Mũ N nha. Dạ vâng. Rồi. Chúng ta nhớ là chỗ này nó cho chúng ta là T0 chứ không phải là T1. Chúng ta nhớ nguyên tắc là không cộng với cái mũ N này luôn luôn là bằng chỉ số này. Thầy nói nhấn mạnh cái chỗ này. Rồi, thế vào. Thế vào. T0 là mấy? T0 là mấy?
Mình vậy là 10, vậy 10. 10 nhân cho 3 mũ N. Với N là gì? Lớn bằng mấy? Dạ lớn hơn 1. Rồi chọn câu nào? Cái nào là domain của nó? Dạ domain của nó là câu đầu A. À, lớn hơn bằng 0 và phải là integer nha các bạn. Nó cho tên 0 mà, chỉ số đầu tiên nó phải là cái đó. Thầy mời bạn An. Em. Dạ. Yeah. Tương tự như thế. Rồi, chúng ta xem coi cái chỉ số đầu tiên của nó, chúng ta xem ví dụ như chúng ta cho nó lớn bằng 0 đi. Được chưa? Tức nghĩa là số đầu tiên này nó là A mấy? A1. Vậy. A0 nhỉ. Không, tức là số đầu tiên này là A0. Vậy thì chúng ta quy nạp AN là bằng gì? A mấy? A0. A0. Nhân cho công bội đó là mấy đây? Là 2. Gì 2? Từ 1 lên 3, 3 lên 9 là công bội là mấy? Từ 1 lên 3 là nhân thêm mấy? Nhân cho 3. Rồi từ 3 lên 9 là nhân thêm mấy? 3. Vậy là công bội nó là bằng 3. Vậy chỗ này chúng ta biết nó là 3 mũ mấy không? 3 mũ 2. Mũ gì? Mũ 1. Gì sao mũ 1? Mũ N. Mũ N. Không cộng N thì nó bằng đúng N chứ. À, đúng luôn. Yeah. Phải nhắc rất nhiều rồi. Vậy thì A0 là mấy? A0 sẽ bằng là... Ủa? A0 bằng mấy đây? Trời ơi. Bằng 1. Bằng 1 nhân 3 mũ N thì nó sẽ bằng là 3 mũ N. Với N phải lớn hơn bằng mấy? Bằng 0. Lớn bằng 0. Vậy chúng ta thấy câu A đúng không? Dạ đúng. Rồi câu A đúng. Rồi chúng ta check câu A. Bây giờ nếu mà câu A đúng thì chúng ta thấy câu B có đúng không? Có không? Câu B không. Ở câu A chúng ta thấy AN với N lớn bằng 0 nó phải là 3 mũ N. Chỗ này thì không thể đúng được. Sai. Rồi bây giờ chúng ta xem với N lớn bằng 2. N lớn bằng 2. Tức nghĩa là chúng ta xem đây là chỉ số A mấy? A2. Vậy thì chúng ta quy nạp AN sẽ là phải bằng số đầu tiên là A2 nhân cho bao nhiêu? 3 mũ N. N gì? Ủa? Trừ mấy? 3 mũ N trừ 2. Trừ 2. Với N phải lớn hơn nó bằng? 2. Bằng mấy? Lớn hơn bằng 2. Bắt đầu từ số này là lớn bằng 2. Dạ vâng. Chúng ta thế vào. A2 là bằng mấy đây? A2 sẽ bằng 1. 1 nhân cho 3 mũ N trừ 2 tức là 3 mũ N nhân 3 mũ trừ 2. Vậy tính ra nó bằng mấy? 3 mũ N trừ 2. Chúng ta thấy là nó chính là 3 mũ N nhân 3 mũ trừ 2. Thì câu C có đúng không? Câu C không. Không. Câu C nó chỉ 3 mũ N thôi. Còn này chúng ta phải ra là 3 mũ N trừ 2 mà. Vậy câu C không đúng. Câu D thì sao? Không. Không. Vậy thì chúng ta chỉ có câu A là đúng thôi. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn An giơ tay thầy xem. Thầy sửa cái này là lần cuối nha các bạn. Lớp này là thầy sửa về cái sequence này là lần cuối. Thầy không muốn sửa nữa bởi vì cái dãy số này nó rất là đòi hỏi các bạn về nhà các bạn luyện tập. Thì chúng ta mới hiểu chuẩn được nha. Và chúng ta thấy bây giờ là chúng ta cũng đã 3:30 rồi. À, thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để chúng ta học hàm mẫu. Các bạn thấy không? Nội không cái dãy số này không? Và thầy dạy hết một buổi hôm nay. Nếu các bạn chịu khó về xem video thì các bạn sẽ ok. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa cái lũy thừa này một chút xíu.
thầy hôm sau thầy không có dạy cái này nữa, thầy thầy sửa một bài vài bài. Rồi mời bạn Thanh Hà. Thanh Hà, thầy cố gắng sửa thêm một tí cái này nữa để hôm sau chúng ta học về hàm mũ rồi. Thầy thấy Thanh Hà làm sai này. Người ta yêu cầu chúng ta chọn biểu thức tương đương. Vậy thì chúng ta thấy cái mũ này chúng ta làm sao, Thanh Hà? Nhân vào. Lũy thừa lên đúng không? A chia B mà mũ N thì nó bằng gì? A mũ N chia B mũ N. Đó, các bạn vận dụng này. Vậy thì chúng ta thấy là cái mũ trừ 7 này thì nó chính là ớt mũ 4, tất cả mũ mấy? Tất cả mũ trừ 7. Trừ 7 chia cho 7 mũ trừ 8, tất cả mũ trừ 7. Mà chúng ta thấy là cái mũ mà A mũ M tất cả mũ N thì nó bằng gì? A mũ gì? A mũ M nhân N. Nhân N. Rồi tính ra đây cho thầy. Chúng ta nhân vào. Nó là ớt mũ mấy? Ớt mũ trừ 28. Trừ 28. Chia cho 7 chia. Mũ. 7 mũ 7 mũ 56. À, vậy thì câu nào đúng? Câu nào? Câu nào đúng? Câu B. Ủa? Gì vậy? Không phải. Chúng ta nhớ là 7 mũ 56 này nằm dưới mũ số. Thì chúng ta lộn ngược nó đưa lên. Đúng không? Tại vì tại sao? Chúng ta ghi này. Thầy ghi lại này. Ớt mũ trừ 28 thầy giữ nguyên này. Đúng không? Trừ 28. Nhân cho 1 phần 7. Cái này có phải là 1 phần 7 mũ 56 không? Có không? Yeah. Rồi. Mà 1 phần 7 chính là 7 mũ trừ 1 đúng không? Nó là 7 mũ trừ 1 đó. Tất cả mũ gì? 56. Vậy thì khi thầy nhân vào. Nhân vào đây. Thì có phải là mũ trừ 56 không? Đúng không? Dạ đúng. Rồi. Vậy thì chọn câu nào? Dạ câu A. À, đấy. Các bạn phải rất vững về các bài toán lý thuyết này. Về căn bản này chúng ta không được phép sai nữa. Thầy mời bạn à, thầy ưu tiên một số bạn thầy muốn kiểm tra khán đoàn. Khán đoàn đọc. Dạ. Lý thừa lên. A nhân B mũ N thì bằng gì? A nhân B mũ N là A mũ N nhân B mũ N. Rồi, giờ nhân phân phối vào xem. Dạ là hai mũ mấy? Hai mũ trừ 14 nhân trừ 14 nhân cho 5 mũ. 5 mũ 4. Gì 5 mũ 4? À, 5 mũ 10 con nhìn không ra số. Câu gì? Dạ câu C. Rồi, câu C. Thầy mời bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc đâu? Đấy, nhân vào, nó ra bao nhiêu? Nhân vào, hai mũ mấy? Hai mũ... Trừ 10 nhân 7 là bao nhiêu? 70. Trừ 70. Còn 7 mũ 2, mũ 7 nữa là... À, là bao nhiêu? 4 mũ? 14. Rồi. Bây giờ chúng ta nhớ là cái mũ trừ 1 này này. Thì nó có phải là 2 mũ trừ 1 rồi mũ 70 không? Rồi. Chúng ta phải cẩn thận chỗ này. 2 mũ trừ 1 thì có phải là 1 phần 2 không? Mũ 70 nhân cho 1 phần 4 mũ 14. Ở Minh Ngọc. Rồi bây giờ chúng ta lại nhân tiếp cái mũ này vào. Vậy là chúng ta ra được 1 chia mấy? 1 chia 2 mũ 70 nhân cho 4 mũ 14. Để chọn câu nào? Câu nào Minh Ngọc? Câu B. À, câu B. Đấy. Chúng ta phải rất vững về lý thừa. Học tới đây rồi các bạn mà không vững về lý thừa là chúng ta học bốn lóc là chúng ta tiêu hết. Mời bạn Vi Luân. Vi Luân.
chọn câu nào đi lên. À. À. Là 2 mũ trừ 20, chúng ta đưa số mũ số là 1 phần 2 mũ 20. Còn Z mũ trừ 15 thì nó xuống mũ số. Chính là câu này. Thấy chưa? Rất đơn giản. Rồi thì xem cái câu nào khó thì thầy hướng dẫn cho các bạn. Rồi thầy hướng dẫn cái square root, đơn giản square root này. Đấy, nhiều bạn vẫn bị sai cái square root này, thầy không hiểu tại sao. Rồi mời bạn Kim Phụng. Kim Phụng. Dạ. Yeah. Căn A nhân B thì bằng gì? Bằng căn A. Căn nhân B. Gì? Nhân căn B đúng không? Đúng không Phụng? Dạ. Yeah. Rồi. Mà căn A này nó có phải là lũy thừa phân số nó là một phần gì mấy? Căn 2 tức là căn bậc 2 nó là A mũ 1 phần 2. Nhân cho B vậy? Mũ 1 phần 2. Rồi. Cái này nó liên quan đến là chuyển từ căn sang lũy thừa, mà lũy thừa là phân số đấy các bạn. Vậy thì nếu mà thầy có chỗ này là căn bậc N của A mũ M thì nó bằng A mũ gì Phụng? M chia gì? N. À, chia cho N. Đấy, các bạn lưu ý, hết sức lưu ý chỗ này. Các bạn học cái này thì các bạn sẽ giải quyết cho đại số 2 luôn. Rồi, dựa vào đây bạn Kim Phụng tính ra. Là mấy đây? À, yeah. Chúng ta thấy 52, chúng ta tách ra được chia mấy nhỉ? 4 x 13 chia 4 x 13 nhân cho ít mũ 4 chính là ít mũ 2. Tất cả mũ 2. Thì cái 4 này á, chúng ta xem nó là 2 mũ 2 được không? Rồi. Bây giờ chúng ta xem nó là chúng ta lấy căn từng cái này. Là căn số của 2 mũ 2 tức là 2 mũ 2 chia 2. Rồi. Chúng ta thấy là căn của 13 nó không đơn giản được. Chúng ta để căn 13 đi. Rồi tiếp tục. Chúng ta thấy là ít mũ 2 tất cả mũ 2 chia 2. Vậy thì nó bằng mấy Phụng? Dạ, 2 ít mũ 2. 2 nhân cho ít mũ 2 nhân cho căn 13. Chúng ta đơn giản cái square root chính là chúng ta chia này đi này. Cái square đây là căn bậc 2. Chúng ta chia 2 đi thì nó sẽ ra. Và là 2 lần x mũ 2 xuống dưới nhân tiếp cho căn bậc 2 của 13. Chúng ta tính nó ra. Ra được. Đơn giản này. Mời bạn Thiên Bảo. Thiên Bảo. Dạ. Yeah. Tính ra bao nhiêu? 1 là 8. Chúng ta chia được cho mấy nhỉ? Yeah. Chia cho mấy? Cho 3. À, chia 9 đi. 1 cộng 0 cộng 8 là bằng 9, là chia hết cho 9. Tức nghĩa là số 108 chia cho 9. Vậy là 108 chia 9 thì được là 1. Dư 1, hạ 8 xuống, 18 chia 9 được 2. Vậy là 12 nhân cho 9. Chỗ này A mũ 6 là thầy để nó là A mũ 6 thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta đơn giản tiếp. 12 chính là bao nhiêu? Dạ, 4 x 3. 4 nhân 3 nhân 9 nhân A mũ 6. Vậy thì chúng ta thấy là căn bậc 2 của 4 thì bằng? Bằng mấy? Bằng 2. Bằng 2. Nhân cho căn bậc 2 của 3 giữ nguyên. Nhân căn bậc 2 của 9 là bằng? Bằng 3. 3. Căn bậc 2 của A mũ 6 chính là A mũ 3. Mũ 3. Tức là 6 chia 2 là bằng 3 đấy. Rồi chúng ta gom lại. Là nhiêu đây? Đọc. Nhiêu? Dạ. 6 A mũ 3. 6. Căn bậc 2 của 3. Nhân cho. A mũ 3. Rồi chúng ta thế mà là người ta sẽ đồng ý ngay. Đây là đơn giản square root nhé. Bây giờ thầy sửa thêm một cái nữa để chúng ta kết thúc luôn cái này. Các bạn về nhà các bạn luyện tập vận dụng là chúng ta sẽ run được cái này.
Mời bạn Minh Anh. Minh Anh đâu? Yeah. Rồi bây giờ chúng ta đơn giản bằng cách là chúng ta nhân này và chúng ta remove tất cả những cái perfect square bên trong cái này. Rồi chúng ta xem coi chúng ta đơn giản được cái gì. Dạ, căn 12 thì con sẽ đơn giản nó ra thành căn mấy? Căn 2 nhân với lại 4 thì nó sẽ là bằng 2 căn 3. Tắt ra là căn 4 nhân với 3. 3. Căn 3. Rồi chỗ này là căn bậc 2 của y mũ mấy? Dạ, y mũ 3. Y mũ 3. Rồi chúng ta nhân căn 6. Nhân căn mấy? Căn y. Đó. Đây, chúng ta gộp lại như sau. Chúng ta gộp lại. Hai cái căn này chúng ta nhân gộp lại thì nó là căn bao nhiêu? Căn bậc 2 của y mũ mấy? Y mũ 4. Y mũ 4. Rồi. Bây giờ căn 3 mà nhân căn 6 thì nó là căn bao nhiêu? Dạ, nó sẽ là căn 18. Căn 18. Căn 4 thì nó bằng 2 rồi đúng không? Rồi, giờ chúng ta đơn giản này. Căn của 18, tức là 18 là 9 nhân 2. Vậy thì căn bậc 2 của 9 là 3. 3 nhân gộp 2 là 6. Vậy thì chúng ta chỉ còn dư căn mấy ở đây? Dạ, căn 2. Còn căn bậc 2 của y mũ 4 thì chính là y mũ mấy? Dạ, y mũ 2. Rồi, chúng ta đơn giản đi thì chúng ta sẽ còn lại chỗ này là đọc đi, 6 căn bậc 2 của 2 nhân cho y mũ mấy? Y mũ 2. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Minh Anh giơ tay thì sao? Phải thấy cái này các bạn cũng bị làm sai. Đúng không? Chỉ áp dụng các tính chất về căn số chúng ta đơn giản rồi. Rồi, vậy thì chúng ta về nhà, chúng ta cố gắng luyện tập cho thầy. Tương tự như cái bài thầy hướng dẫn. Và chúng ta cần về nhà làm bài test. Nhá, thầy quay lại nhá. Để nhắc nhở các bạn. Đây. Nhắc nhở các bạn. Rất rõ ràng. Thầy nhắc lại. Chúng ta đã học 3 bài này từ tuần trước. Vậy thì bạn nào chưa làm phải giải quyết dứt điểm. Hôm nay chúng ta học về sequence và cái này. Vậy thì ít nhất tuần sau các bạn kết thúc ngay cho thầy 5 bài này nha. Trong tuần đến buổi học sau các bạn phải kết thúc được cái này. Còn những bạn nào mà muốn chuyển sang cái lớp tuần sau thì các bạn phải tự giải quyết cái phần này cho thầy nha. Thì chúng ta mới xứng đáng là chúng ta chuyển lớp. Còn chúng ta không xứng đáng thì chúng ta chuyển lớp làm gì? Chúng ta không có thì giờ, không nói chuyện được nha. Rồi thôi, thầy tạm dừng ở đây cho các bạn. Rồi thầy